Bác, hôm nay thì xin giới thiệu với các bác một chiếc nón cúc cu được sưu tầm còn mới nguyên hộp từ đất nước Đức về từ bác. Một chiếc nón cúc cu hàng còn mới nguyên hộp, giá cực kỳ phải chăng. Xin được giới thiệu với bác. Đó. Thì bây giờ em sẽ mở hộp luôn. Đấy. Thứ nhất là nó về thì nó về sẽ là nhiều. Nó về em sẽ sưu tầm mấy chiếc một. Thì hôm nay thì em giới thiệu cái mẫu này nhé. Thì bác biết là em hiện tại cúc cu thì bên em cung ứng rất là nhiều mẫu. Này, em xin bảo là cái hàng mới, người ta đóng hàng rất cẩn thận, chuyên nghiệp thưa bác. Đấy, đây em bảo là rất cẩn thận luôn. Đấy. Đây là cái giấy tờ hướng dẫn, nó có rất nhiều thứ tiếng hướng dẫn bằng hình ảnh và bằng tiếng luôn. Vì thế các bác có thể nhìn vào đây để mà chỉnh, để mà căn chỉnh chiếc đồng hồ cúc cu, nắp đặt cơ bản được thưa bác, rất đơn giản thôi. Thậm chí chúng ta không biết tiếng, chúng ta nhìn vào hình chúng ta có thể làm được. Nó rất là đơn giản, bởi vì hàng nguyên hộp của bác nó có cái lợi thích, lợi thế như vậy thưa bác. Đó. Và tiếp theo ở đây là ba quả tạ. Đấy, ba quả tạ ở đây. Đấy. Và chiếc nón cúc cu ở đây. Em mở ra. Đấy, cúc cu đây. Đây là cái chiếc nón cúc cu. Nó sẽ chơi được hai bản nhạc. Tức là cứ cách một tiếng sẽ đánh một bản, một tiếng thay đổi nhau. Đó. Và có thấy là có con hươu rồi nè, có cái hình ảnh người bầu củi này, hươu na, và cái phong cảnh rất là đẹp. Ở trên này là có những người nhà đầm một cúc cu ở đây, có cái khóa ở đây nhé. Khi mà vận chuyển chúng ta sẽ mở khóa ra, nó khi đã vận chuyển nó đóng lại. Đấy, và tiếp tục em lại mở cái cu ra. Nó ở đây là quả lắc của nó. Đấy, em sẽ đóng cái này lại để em đặt cái cúc cu lên trên để em mở úp lại. Đấy, em úp cúc cu này. Đây là cái thương hiệu của nó. Đấy, thương hiệu của nó đây các bác. Đấy, thương hiệu của nó đây. Đó. Và ở đây có cái cài, em sẽ nhấc cái này. Đấy, mới nguyên hộp anh nhìn này. Đấy. Đây là cái gông côn của nó. Và ở đây có một cái kẹp. Đấy. Kẹp bóng hơi chính cái cúc cu chúng ta rút nó ra. Đó. Em sau đó chúng ta sẽ lắp nó vào. Đấy, chúng ta lưu ý khi mà lắp nó vào cái phần cao su chúng ta sẽ để phần ở bên dưới. Đó. Và tiếp theo là để đỡ mất thời gian, ở đây thì em tháo luôn cái gông xích ra. Đó. Gông xích ra luôn. Đó. Gông xích cho ta cho vào tờ giấy nào cũng như này. Tiếp theo cái xích này khi mà vận chuyển này, bao giờ người ta cũng gài cái xích lại khi mà để nó khỏi tuột ra mấy nhá. Khi tuột ra thì rất là khó lắp, và vì thế họ khi mà vận chuyển là người ta phải gông nó lại các nhá. Các bác lưu cho khi chúng ta vận chuyển, chúng ta cũng phải làm thế. Đấy. Ở đây cái đít này có cái cần gạt. Đấy, nó có ba chức năng: ấn trên cùng mở chung hoàn toàn, ấn nước thứ hai để tắt chung đêm, và cuối cùng là tắt chung hoàn toàn. Thường thường tắt chung đêm của cúc cu là 8:30 nó tắt chung đêm, và sáng hôm sau 8:30 mở lại, thường thường là như vậy. Đấy, và bây giờ em sẽ treo lên. Đấy, khi mà treo lên thì bác làm cái vít đinh cho em cách cái nền khoảng 2 mét. Đấy, em treo lên này. Em treo lên. Đấy. Từ cái nền này ghế của em cách chúng ta khoảng 2 mét nhé. Đó. Và khi mà bác treo lên, các bác sắm em một cái thang bằng, nó tương đối một chút. Đấy, mua cái thang bằng ở chuẩn một chút. Chúng ta lấy cái mặt bằng bên trên khỏi đấy, ta nằm lấy bên dưới. Đấy, để mặt bằng tương đối một chút. À. Theo thang bằng này nhớ nhé. Thì nhiều khi thang bằng nó không chuẩn đâu, nhiều cái nó không, mua nó một cái không chuẩn một chút. Đó. Sau đó chúng ta lắp ba quả tạ, quả nắp lên là đồng hồ nó chạy thôi bác. Đấy, tiếp theo là bây giờ em sẽ lấy ba quả tạ chúng ta vừa đưa ra. Đấy, các bác cứ theo dõi nhé, để em tháo quả tạ ra trong quá trình tháo gỡ hơi mất thời gian tí tí mong bác thông cảm nhé. Em lắp bao quả tạ thì nó bằng nhau, có kích cỡ cân nặng như nhau, thì chúng ta mắc quả bao quả tạ này ở vị trí nào cũng được, không như đường đồng hồ tạ cây. Có thấy không? Đấy, cái chỗ treo quả lắc nó chạy luôn rồi. Đấy, bây giờ em chỉ cần lắp quả lắc vào nữa thôi. Đấy. Em làm video rất là chi tiết. Em chỉ cần lắp quả lắc vào thôi. Quả lắc này chúng ta muốn chỉnh chậm nhé. Quả lắc dài ra, đồng hồ chậm lại. Quả lắc cao lên, ngắn lại.
thì đồng hồ sẽ nhanh lên, có cái chỉnh này. Đấy, cúc cu nó chỉnh kiểu này. Còn treo tường cái tạ cây có ốc vặn, bác lưu cho. Đấy, chúng ta phải chỉnh nhiều lần để chúng ta căn chỉnh. Cho nó nắp vào nắp vào, chúng ta nắp nhẹ vào nắp. Đấy, nghe tiếng tắt đều đều. Hiện tại em nghe bên tay phải mặt em nhìn vào thì nó hơi dài, thì em hơi xê về bên tay phải một chút. Đấy, cho bác nghe nó rất đều, ok. Cho nó ta nắp mạnh của nắp này được. Trong ở trong cái tờ giấy hướng dẫn, người ta cũng hướng dẫn như vậy bác nhé. Cái tại vì là cái thăng bằng nó chỉ là tương đối thôi, nhiều khi thăng bằng nó không chuẩn bác ạ. Đó, sau đó em quay kim này, ok, đánh luôn. Đấy, tiếp tục em quay này, em quay một tiếng này. Đó, tiếp tục em quay nửa tiếng cu một lần nhá. Đấy, cúc cu và người bầu củi hoạt động nhá. Tiếp theo đánh một tiếng. Chế độ một này rất là hay, cái là khi mà đánh bên điểm giờ thì bồ củi hoạt động, cúc cu hoạt động và con nai này nó nhảy hoạt động, nó rất là hay. Ở bên nhạc thì nhảy đầm hoạt động quay xung quanh và cái cối sẽ gió hoạt động quay xung quanh. Đấy, rất là đẹp và cực kỳ tuyệt vời. Đấy, nó hai bản nhạc nó sẽ thay đổi nhau như các bác vừa xem. Đấy, và bây giờ sẽ đo cái cỡ nhé, em sẽ đo cái cỡ. Đấy, chiều cao, chiều cao từ nóc này, từ cái nóc này này cho đến dưới quả nắc này đi, em đo từ nóc cho đến dưới quả nắc, nó sẽ là cho đến đuôi quả nắc nó sẽ là khoảng độ 52 cm. Và chiều rộng, đấy, chiều rộng là chỗ rộng nhất này, em đo này. Đợi em tí em đo, từ một tay em vừa cảm thức, một tay em vừa cầm điện thoại nên là hơi ngượng tay một chút. À, chiều rộng là khoảng 32 cm. Đấy, chỗ rộng nhất là khoảng 32 cm. Em đo lại cái máy này nè. À, em đo cái máy này nè. Đúng vậy, 32 cm. Đó. Và bác nhìn phong cảnh chiếc đồng hồ này rất đẹp, cùng có những cây thông, bó củi, chú nai, người bộ củi. Chính là những bài nhảy đầm. Bên hông này là cái cối xe gió, rất là đẹp, các nhìn này. À, kích thước chiều cao em nhắc lại là từ cái máy cho đến đuôi của nắp là 52 cm. Chiều mang chỗ rộng nhất là 32 cm. Đây là một chiếc đồng hồ cúc cu mái nhà, hàng nguyên hộp. Bác nào có ý nhà ý sưu tầm xin gọi cho em. Đồng hồ của Công Vững với giá chiếc đồng hồ cúc cu của nguyên hộp này, giá cực kỳ hợp lý và rất là dễ sở hữu cho nhiều các bác. Giá em báo giá luôn và giá trực tiếp luôn dành cho bác sưu tầm là 26.500.000 cho tác phẩm nghệ thuật đồng hồ này. Một tác phẩm tuyệt vời, chạm trổ tuyệt vời đến từ nước Đức. Thưa các bác, xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại các bác ở đồng hồ Công Vững.